Đây là bài dẫn thiền giảm căng thẳng stress sau 5 phút. Nếu bạn thường xuyên tụt năng lượng, căng thẳng trước những áp lực công việc, mối quan hệ, sức khỏe và sự hối hả của nhịp sống nhanh, thì đây là bài thiền dành cho bạn. Bạn có thể thực tập bất cứ không gian nào, thời điểm nào, miễn là bạn có thể dành sự tập trung và chú ý cho chính mình. Bạn từ từ nhắm mắt lại, lựa chọn ngồi ở bất cứ tư thế nào mà bạn thấy thoải mái. Đón nhận mọi âm thanh, mọi cảm giác đang diễn ra tự nhiên. Nếu có chút căng thẳng, bạn chỉ cần thừa nhận mình đang có sự mệt mỏi, căng thẳng. Không gồng lên đấu tranh hay phản kháng. Chỉ cần cho phép chúng diễn ra tự nhiên. Bạn hít thở chậm 3 hơi thở. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hãy cảm nhận sự thư giãn lan tỏa từ vùng đỉnh đầu của mình xuống vầng trán, rồi xuống hai mắt của bạn. Hãy buông nhẹ hai vai và cơ mặt của mình. Mỗi lần hít vào, thở ra, cảm nhận sự thảnh thơi, thư giãn, lan tỏa từ đỉnh đầu xuống toàn thân. Đỉnh đầu nhẹ dần đi, nhẹ dần đi. Sự thoải mái đang lan rộng đến từng tế bào, từng lớp cơ xương của bạn. Tiếp tục cảm nhận gò má đang căng, được giãn ra, nghỉ ngơi. Bạn không cần cố thả lỏng hay tĩnh tâm, chỉ cần cảm nhận hơi thở tự nhiên, quan sát hơi thở tự nhiên của mình. Bạn sẽ bắt đầu đối thoại với chính mình theo hướng dẫn của Hiên Dương. Câu hỏi đầu tiên: tôi đang cảm thấy như thế nào? Trong tư tưởng của tôi, có không thích cảm xúc bất ổn này không? Và bạn tự trả lời: trong tư tưởng của tôi, lựa chọn bình thường với sự căng thẳng bất ổn này. Bởi vì tôi hiểu rằng sự không thích cảm xúc bất ổn là tôi đang tự phản kháng và ngăn lại cơ chế tự chữa lành của cơ thể. Câu hỏi 2: bây giờ tôi lựa chọn bình thường hay không thích cảm xúc bất ổn? Bạn hãy tự nói: tôi lựa chọn bình thường với cảm xúc bất ổn, không ghét cảm xúc bất ổn. Tôi lựa chọn bình thường với cảm xúc này, tôi không phản kháng. Chúng ta sẽ tĩnh lặng 10 giây để cài đặt sự làm chủ cảm xúc của mình. Câu hỏi 3: tôi có mong cầu chấm dứt cảm xúc bất ổn này không? Tự trả lời: tôi không mong cầu chấm dứt cảm xúc bất ổn. Tôi để nó diễn ra tự nhiên. Vì mong cầu chấm dứt cảm xúc bất ổn xuất phát từ sự không thích,
khi tôi bình an tâm trí trước những suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi sẽ tự thông suốt cách giải quyết tích cực cho vấn đề của mình. Ta tiếp tục tĩnh lặng 10 giây để cân bằng cảm xúc. Bạn thân mến, bạn không thể có được giải pháp tích cực khi bạn bất ổn trước sự kiện, vấn đề. Bạn không nên cố tìm giải pháp khi bạn có cảm xúc bất ổn. Bạn chưa thể ngay lập tức thay đổi được hoàn cảnh đang diễn ra, nhưng với 3 câu hỏi và 3 câu trả lời, bạn có thể ngay lập tức thay đổi, điều chỉnh và cân bằng cảm xúc của bạn. Cảm giác, cảm xúc là đối tượng để ta quan sát. Nó bên trong ta, nhưng ta không phải là nô lệ của cảm giác. Hãy đón nhận, cho phép, chấp nhận mọi cảm xúc. Cảm xúc sẽ chảy tràn qua ta tự nhiên như dòng nước mát và chữa lành nội tâm của ta. Khi căng thẳng, bất ổn, bạn có thể thực tập theo 3 câu hỏi này để lấy lại sự cân bằng cảm xúc của mình. Chúc bạn bình an và yêu thương.